Bữa nay thèm trứng luộc chấm muối tiêu quá trời. Đi ra siêu thị bị thao túng sao mua bà cái trứng đà điểu 350 về ăn. Trời ơi, cái trứng đà điểu này nặng 1,3 kg, có giá là 350. Không biết nó ngon không mà sao mà nó mắc dữ vậy trời. Ê. Ê. Ui. Ui, nó cứng. Giống như là gõ ở trong tường vậy mọi người. Tôi mới vừa đọc hướng dẫn sử dụng xong hết hồn. Luộc cái này trong 1,5 tiếng, 2 tiếng bà mẹ đang thèm. Luộc 1,5 tiếng, 2 tiếng hết thèm bà rồi. Sẽ để đó mình đi xuống mình chụp bộ hình. Sẵn đang mặc đầm công chúa xuống chụp bộ hình. Xong rồi lên là có ăn là vừa. Chung cư chỗ tôi là có nguyên một cái vườn hoa vườn cây nè. Mà tôi thì mặc đồ xanh tóc đỏ giống như là style nàng tiên cá vậy đó. Mà đi chụp trong cây, trong lá, trong rừng, trong núi gì đó. Tưởng đâu là tiên cá mắc cạn không đó. Thành phẩm hình thì tôi đăng sau nha mấy bà. Rồi mình mới gì vớt ra nha mọi người. Giờ mình sẽ ngâm nước lạnh. Thì mình ngửi cái mùi của nó thử. Ê thẩm lắm. Hồi nãy là nó thẩm một chỗ, nó thẩm đậm, bây giờ nó thẩm đều luôn. Ôi nghi cái trứng không bể mà cái tô bể quá trời. Hãy xem tới đây hít đầu công. Cái tiếng rất là chất lượng nha má. Heo cứu được. Ôi má bột không đau quá. Chết mẹ, sao mở ra thúi dữ vậy ta? Trời ơi, cái vỏ đó nè. Sao kỳ quá ha. Thúi quá à. Sao cái mùi nó tanh tanh ta? Chết mẹ, giống như trứng ung vậy. Nó tanh đậm lắm. Ui, bị ung rồi mọi người. Ui. Wow. Không có bị. Ui, bị giữa rồi. Giữa rồi đó, nó pha lộn với nhau mà. Là bị giữa rồi đó. Ở trong không có lòng đỏ mọi người. Lòng đỏ kìa. Lòng đỏ nó ở ngoài rìa. Chứng tỏ nó bị giữa rồi. Hồi bị lộn là bị giữa, đà điêu giữa đây. Ừ, ăn cái chỗ trong trong trước nè. Mà được cái lòng trắng nó trong quá ha. Nè, bỏ miếng muối gì vậy? Ừ. Ok. Nó béo. Và nó mặn nước hơn, cảm giác như nó tơi hơn. Anh thử cái chỗ vỡ coi. Nó mềm như xương sa vậy á. Ừ, nó mềm ha. Ừ, cái lòng trắng nó mềm dữ vậy. Cảm giác như xương sa mà mình pha lỏng vậy đó. Ừ. Bóp mùa. Bóp mùa nó tơi rụng rất trơn. Trời ơi. Ôi, nó mềm lắm mọi người. Bỏ trong miệng nó tan liền à. Ok. Mình sẽ sáng thử một cái lòng đỏ mình ăn thử nha. Ok, lắm. Béo hả? Béo. Béo săn mịn. Ý là mình ăn những cái chỗ không giữa đó mình thấy rất là béo, rất là thơm. Nhưng mà những cái chỗ giữa nó cực tanh luôn. Thì mình nghĩ là cái trứng này nếu mà nó không bị giữa nó sẽ rất là thơm béo luôn á. Ừ. Khi mà mua thì mọi người nên hỏi là người ta là còn bao nhiêu ngày nó hết đắt. Hay là như thế nào đó, thì cái trường hợp mà nó bị vữa như thế này là ăn nó không ngon nữa mọi người.